Ấy, để tớ. Để tớ lấy cho. Cậu phải ăn nhiều vào. Đây. Ăn canh nhiều là tốt cho sức khỏe đấy. Ăn đi. Cậu cứ ăn nhiều thịt vào. Không cần đâu. Khẩu phần ăn của ai thì người đấy dùng. Tớ không cần như thế đâu. Thực ra ấy, tớ thấy cậu cũng gầy gò. Rồi sắp tới thi cử cũng nhiều nữa. Cậu mà ốm là tớ lo lắm. Sao hôm nay cậu lạ thế nhở? Hai cậu không ăn ấy, thì hai cậu cứ gấp qua đây cho tớ. Đồ ăn mà lãng phí là không nên nhá. Tớ biết cậu là người ăn khỏe nhất ở trong nhóm, thế nên cậu ăn đi nhá. Các cậu cứ quan tâm nhau đi, coi như tớ vô hình ở đây. Thế lát nữa tớ chỉ cậu ôn bài có được không? Có. Các cậu muốn học từ bao giờ đấy? À, hóa ra cậu nhường phần ăn của cậu cho tớ là vì như thế này đúng không? Thực ra là tớ biết Khoa là một người rất tốt bụng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Trong chuyện này thì cậu cũng thế mà phải không? Bình thường thì đúng là như thế thật. Nhưng mà sắp thi cử rồi, tớ không có thời gian đâu. Cậu dạy cho Vũ cơ mà, còn bọn tớ thì sao? Vũ chăm chỉ, chịu khó. Tớ bảo cậu ý học gì thì cậu ấy học như thế. Còn các cậu, tớ vừa bảo được nửa chữ thì các cậu cãi tớ nguyên một câu. Hơn nữa đông quá học cũng không hiệu quả đâu. Này, hay là cậu chỉ bài cho tớ thôi, còn Quốc kệ. Này, bạn bè với nhau như thế là không công bằng nhá. Giờ thì công bằng nhất thì tớ nghĩ tớ không dạy cho ai cả. Thôi, tớ ăn xong rồi, tớ đi đây. Tớ ngồi im cũng gặp xui xẻ, chỉ tại hai cậu ấy. Ai mà biết được, hôm nay cậu lại trái tính trái nết thế. Thi cử này mông lung thế nhỉ? Vũ lúc nào cũng chăm chỉ nhỉ? Cho xin ít vía. Tại sắp thi rồi, tớ sợ trượt môn này lắm. Ôi giời, cậu thì môn nào chả sợ? Thì cậu ấy mới học quanh năm, ai đâu như các cậu, nước phải vượt quá đầu rồi thì các cậu mới nhảy. Cậu đưa bút đây. Này. À, ra là thế. Khoa lúc nào cũng ân cần nhẹ nhàng với Vũ nhở? Trả bù cho bọn tớ. Chả nhiệt tình gì, lúc nào cũng cau có nha. Thì các cậu có bao giờ thực sự hỏi bài tới đâu? Cậu phải cố gắng thì mới thành công được. Đấy, các cậu khó hiểu ở đâu, hỏi cậu ấy đi. Bọn tớ có những chiến lược riêng của bọn tớ. Lần này các cậu sẽ không mạnh miệng nói, không cần phải điểm cao nữa đâu. Thì top 1, top 2 tớ không cần. Tớ chỉ cần qua môn mấy môn lý thuyết này thôi. Các cậu tập trung vào mấy môn này làm gì? Đi ra ngoài kia tập thể dục thể thao cho nó khỏe. Ừ.
lần này không thành công ấy, thì mình cũng thành nhân nhỉ. Ừ. Cậu đang làm gì đây? Cậu là chiến lược của bọn tớ. Là cậu đấy. Tớ á? Tớ thì liên quan gì đến các cậu? Thì lần nào cậu thi, cậu cũng đạt điểm cao nhất lớp. Cho nên là... Cậu học gì? Bọn tớ học đấy. Nhưng mà chúng mình học cùng lớp, học chung thầy cô, thì các cậu cứ học theo sách giáo khoa và bài vở đã được ghi, thế là được. Nhưng mà mỗi lần mà bọn tớ thi ý, kiểu gì cũng có gặp vấn đề. Cậu có nhớ cái lần mà thi vấn đáp môn triết học không? Lâu thế. Thế cậu thi như nào rồi? Tớ run quá, quên mất một ý. Thế còn Nhất với Quốc, sao lâu thế? Không biết. Sao rồi? Thế hai cậu thi như nào rồi? Do tớ tâm lý quá nên là chữ bay sạch rồi. Tớ tưởng cậu thuộc như cháo chảy cơ mà. Giờ tớ mới hiểu cảm giác trống rỗng là như thế nào. Không phải là đi căng tin mà quên tiền, cũng chẳng phải là đến giờ cơm mà không ai gọi, mà là cái cảm giác mà khi mà đặt câu hỏi vấn đáp ấy, tớ với thầy cảm giác như là hai người không nói chung một ngôn ngữ. Thế còn Nhất? Tớ à? Tớ tự tin bước vào phòng thi. Rồi cuối cùng tủ đề. Cậu không trả lời được à? Thầy bảo là trả lời hết tất cả những gì đã học. Rồi sao? Thì tớ đọc vanh vách cả ba câu tớ đã ôn. Thế sao nữa? Sao nữa? Thầy bảo thi lại. Lần sau học hết đừng học tủ. Rồi. Người ta nói rồi, thi đi thi lại mới là sinh viên, coi như là một bài học. Đi. Sau những lần áp dụng sai chiến lược, lần này bọn tớ phải bám sát theo cậu. Bám sát theo cậu? Nhưng mà bắt chước theo tớ thì không phải là biện pháp đâu. Mỗi người một cách học riêng mà. Nhưng mà cách học riêng của hai bọn tớ thất bại rồi. Các cậu nhìn Vũ đi kìa. Chỉ cần chăm chỉ học mỗi ngày, kiểu gì cũng sẽ thành công thôi. Thôi, cậu cứ học bài của cậu đi. Còn bọn tớ làm gì thì cứ kệ. Thế tùy các cậu. Cứng quá. Này đi thấp quá nhỉ. Ổn hơn rồi. Cậu làm cái gì ấy? Sao lại lấy sách gối đầu ấy kìa? Đây là một cách học đấy. Cách học á? Ồ, thế cậu không biết á? Ừ. Kê sách gối đầu giường bằng một cách thần kỳ nào đấy, tất cả các kiến thức sẽ được truyền vào não bộ của cậu. Cậu vớ va vớ vẩn, lười biếng xong rồi lắm lý lẽ à? Cậu nhìn kìa. Cách đấy tớ học của Khoa đấy. Tớ cứ tưởng đùa, chẳng lẽ là thật à? Cậu ôn đến đâu rồi? Tớ thuộc hết 3 chương rồi.
Công nhận để những quấn này ở trên đầu giường thuộc nhanh hẳn đấy. Cậu thấy sao? Cậu thuộc chưa? Chưa thuộc gì cả. Thế còn cậu? Tớ cũng thế. Ôi trời. Khoa ơi, cho tớ hỏi tí. Sao mà cậu thuộc nhanh thế? Hay là do tớ gối sai cách à? Cậu gối sách như này hay là như này? Cậu làm cái gì đấy? Tớ cũng gối sách giống cậu ấy thôi. À, thỉnh thoảng tớ nhầm bài ở trong đầu, tớ mà quên ấy, tớ liền mở mắt ra, tớ đọc lại, thế là tớ nhớ ngay. Rồi, thế là bọn mình học nửa cách của cậu ấy. Hay là uống cà phê cho tỉnh nhá, để tớ đi pha. Không, tớ không uống đâu. Cà phê thì màu đen, mà sắp thi rồi. Thì cậu không uống, thì tớ uống. Kiến thức ở trong đầu các cậu làm gì có kiểu đen với trà đỏ. Nhưng mà một khi đã bí ấy, thì phải áp dụng tâm linh thôi. Không phải, có cái có phải đặt niềm tin nhiều nhất đấy. Đó là gì? Là chính bản thân của cậu. Cố gắng lên. Nếu cậu rảnh ấy, thì cậu đọc những cuốn sách này. Tớ tin là cậu sẽ không ở cuối nữa đâu. Nhưng mà nói chung là bọn tớ vẫn cần bí quyết của cậu. Được rồi, nhưng mà các cậu phải làm giống như tớ. Nhớ phải làm hết đấy nhá, không được làm nửa chừng đâu. Ừ. Này các cậu đoán xem con muỗi có bao nhiêu chân? Để ta tập trung học bài nhá. Này các cậu, đi ra căng tin mua đồ gì không? Sắp đóng cửa rồi đấy. Không. Các cậu bị học nhiều quá rồi đấy. Đúng là tâm sinh tướng. Không còn là Nhất với cả Vũ nữa rồi. Không nên đánh giá vẻ bề ngoài người khác đâu. Đúng đấy, Lenin đã từng bảo học, học nữa, học mãi. Bây giờ thì tớ đã thấy vẻ đẹp đích thực của tri thức là gì rồi. Một bách khoa đã sợ lắm rồi, giờ lại còn ba bách khoa. Này, các cậu ấy tiếp nhận sách vở quá nhiều và quá đột ngột nên bị ngộ chữ à? Tớ thấy vẻ ăn nói sách vở giống cậu lắm. Cũng có thể là giống như thế đấy. Nhưng mà thôi, mình cứ phải thi xong đợt này đã. Ừ.